một số những tài liệu khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó thì chúng ta nói tới một cái bài viết nói là cái diễn đàn kinh tế quốc tế đó thì có một bài viết nói là blockchain có thể giúp đỡ để mà chống lại những cái việc như là tham nhũng thì chúng ta không cần phải đi quá sâu vào bài viết này đây là một bài viết cũng là khá là phổ biến ngày hôm nay cho nên thường muốn dành một chút thời gian nhưng mà khi mà chúng ta nghe tới blockchain đó thì điều mà trong bài viết này được nói đến đó, là họ lấy cái ví dụ liên quan đến nước Georgia dùng blockchain để mà giải quyết cái vụ mà đăng ký những cái mảnh đất hay là chúng ta nói tới sử dụng blockchain ở những nước như là châu phi để mà giải quyết những cái vấn đề tương tự như là đăng ký đất hay là đăng ký tài sản vân vân thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là chúng ta nhìn vào những cái ví dụ được chia sẻ bởi diễn đàn kinh tế quốc tế khi mà nói tới blockchain có thể giúp đỡ để mà chống lại những cái việc như là tham nhũng thì cái blockchain mà họ nói tới đó, đó chính là những cái blockchain công cộng ngay cả các bạn thấy được là những bài viết liên quan tới blockchain giúp đỡ nước châu phi như thế nào đó các bạn cũng thấy được là họ nói tới blockchain công cộng tại vì sao tại vì chúng ta thấy là những blockchain mà được new tên trong đây đó ví dụ những cái blockchain như là bitcoin và ethereum thì tại sao lại là blockchain công cộng mà không phải là blockchain tư nhân? Thì đây là một câu hỏi mà thường nghĩ là cách đây nhiều năm, năm 2017-18 thường đã chia sẻ rất nhiều với các bạn. Khi mà thị trường này mới nổi đó, năm 2017 đó lúc mà chúng ta nghe nói tới blockchain rộng rãi đó thì uh, lúc đó chúng ta có rất nhiều những công ty như là ngân hàng uh, JP Morgan Chase, những công ty khác cũng có ý định tự đưa ra blockchain riêng cho mình. Nhưng mà những blockchain của những công ty ra những cái blockchain tư nhân thì thường đã chia sẻ với các bạn đó trên căn bản những blockchain tư nhân nên thì cũng giống như là một cái hệ thống sổ cái mà thôi chứ nếu chúng ta nói tới đó blockchain thực sự hữu dụng là blockchain công cộng tại vì sao tại vì chúng ta thấy được là nhiều người đó thì hay nhầm lẫn nói là công nghệ blockchain là quan trọng nhất nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là blockchain là một trong những cái phần tạo ra cái thị trường crypto bây giờ, tại vì đó những đồng crypto tại sao cần thiết đây là một câu hỏi mà rất nhiều người hỏi trong năm 2018. Bây giờ thì ít người hỏi hơn, tại vì có thể nhiều người đã hiểu hơn rồi. Nhưng mà năm 2018 đó một chuyên câu hỏi rất là phổ biến đó chính là chúng ta có blockchain thì làm gì cần crypto? Nhưng mà trên căn bản đó lý do tại sao mà những cái blockchain công cộng như là Bitcoin và Ethereum nó có giá trị? Tại vì đó là một cái blockchain mà có một cái hệ thống thưởng phạt, một cái hệ thống đồng thuận. Điều này làm giảm đi những cái rủi ro liên quan đến có những cái tài liệu giả trên mạng, có những cái đồng giả trên mạng, có những cái trót giả trên mạng. Tại vì các bạn thấy được là một người mà tham gia vào đào Bitcoin, đào Ethereum hay tham gia vào Proof of Stake đó, nếu như mà làm cái gì đó sai trái thì sẽ bị mất tiền. Có nghĩa là trên cái căn bản các bạn tự Giải quyết một số những giao dịch giả trên mạng lưới Thì những cái no sẽ không chấp nhận Dẫn đến là các bạn sẽ mất tiền Tại vì các bạn bỏ rất nhiều điện, rất nhiều tài nguyên Để mà đào, nhưng mà cuối cùng cũng không thành công Cũng như là staking, các bạn tham gia vào staking Mà các bạn giải quyết những cái giao dịch săn bậy đó Thì sẽ bị mất tiền, mạng lưới sẽ phạt các bạn Và các bạn Làm đúng trách nhiệm của mình là xử lý những giao dịch thì các bạn sẽ được thưởng những đồng trên mạng lưới và những đồng đó có giá trị theo thời gian. Đây là những cái cách thưởng phạt trên mạng lưới cho nên khi chúng ta nói blockchain đó thì là cần phải hiểu là blockchain nào. Tại vì mỗi blockchain nó đều có cái công dụng khác nhau chứ blockchain bản thân thì cũng không có nhiều giá trị tại vì blockchain mà không có cái hệ thống thưởng phạt, không có cái hệ thống đồng thuận thì cũng như là không mà thôi. Tại vì sao mà blockchain có giá trị? Tại vì sao mà những bài viết như là diễn đàn kinh tế thế giới nói blockchain có thể giải quyết được? Tại vì họ nói thì những blockchain công cộng những blockchain này đó những blockchain mà các bạn thấy được là như là Ethereum và Bitcoin thì bao nhiêu năm qua chưa hề có đồng làm giả và cũng chưa hề bị uh, tấn công trên cái phạm vi là tấn công mà có thể là thay đổi được lịch sử của blockchain đó các bạn thấy được chúng ta thấy là ngoại trừ cái công dụng là chúng ta có thể di chuyển những đồng như là Bitcoin, Ethereum hay là những đồng khác trên những blockchain khác ra thì một trong những công dụng khác của blockchain đó chính là cái nơi lưu trữ dữ liệu cho nên những cái bài viết này đã mới nói về là có thể dùng blockchain không chỉ là một công cụ đầu tư, không chỉ là một cái loại tiền tệ di chuyển được, không chỉ là một loại tài sản lưu trữ để mà bảo vệ cái quyền được mua tài sản của mình sau này, nhưng mà blockchain cũng còn có một công dụng khác rất là quan trọng đó chính là lưu trữ lại những cái tài liệu mà không ai có thể thay đổi được, những tài liệu liên quan đến là ai là sở hữu đất, ai là sở hữu căn nhà này vân vân những tài liệu đó nằm trên blockchain và chứng thực một lần thì mãi mãi các bạn sẽ không cần quan tâm đến tại vì những tài liệu đó sẽ không thể thay đổi được và cũng có thể giúp đỡ được để mà đi điều tra một cách dễ dàng hơn ai là chủ của mã đất này, ai là chủ của tài sản này. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một thông tin khác cũng khá là được phổ biến ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới một cái ngân hàng ở Thụy Sĩ gọi là Signum. Thì thông tin này cho thấy là ngân hàng Signum trở thành ngân hàng đầu tiên mà cho khách hàng của mình tham gia vào Staking Ether 2.0 Và thật ra ngân hàng này đó không phải là ngân hàng cho lòng đầu tiên Staking là Ether Tại vì trước đây ngân hàng này đã cho Staking Tezel Và ngân hàng này cho Staking Ether 2.0 với cái phần trăm lợi nhuận mỗi một năm là 7% thì chúng ta thấy được là những ngân hàng gần đây đó rất là quan tâm đến staking. Tại vì sao? Tại vì họ thấy được là trong cái tình hình mà cái phần trăm lãi suất thấp như vậy đó, staking là một trong những cái ngành mà có thể thu hút thêm những cái người tới ngân hàng của họ để mà gửi tiền. Cho nên chúng ta mới thấy là những ngân hàng bây giờ mới nói tốt về những đồng như là Ethereum hay là Cardano vân vân, những đồng mà có cái chế độ staking để cho thu hút thêm khách hàng gửi tiền để mà kiếm lợi nhuận. Thật ra khách hàng đó sau này thường nghĩ là cũng không có cần quan tâm đến là họ tham gia vào staking Ether hay là tham gia vào staking Cardano hay là staking đồng khác. Cái mà người khách hàng quan tâm đó chính là kiếm được bao nhiêu lợi nhuận và phương diện đó thì những ngân hàng nó sẽ tự giải quyết cho khách hàng. Họ chỉ biết nạp tiền vào mà thôi. Thì đây là cái bước tiến tới sau này của thị trường này thường nghĩ là phần lớn mọi người cũng sẽ không có quan tâm nhiều đến hoạt động như thế nào, cơ chế ra sao như là thuận với nhiều bạn. Giống như là các bạn bây giờ sử dụng xe thì các bạn đã có hỏi là cơ chế xe này là chạy như thế nào. Trong đó bình xăng hay là hoạt động của những cái máy như thế nào đó các bạn chỉ biết mua xe mà thôi và chỉ biết là xe nổ máy là chạy được. Thì sau này cũng vậy, mọi người thường nghĩ là phần lớn cũng sẽ không có quan tâm nhiều đến cơ chế đứng sau lưng như thế nào, họ chỉ cần biết là họ nạp tiền vào thì một năm lợi nhuận bao nhiêu. Và đối với cái ngân hàng mà số năm này đó thì thường không có tìm thấy nhiều thông tin thường thấy được ngân hàng này có thể là một ngân hàng nhỏ ở thụy sĩ và ngân hàng này đó là một ngân hàng chuyên về tài sản điện tử cho nên việc mà ngân hàng này đưa ra một cái sản phẩm staking cũng không gì gọi là quá bất ngờ đối với thuần nếu như mà chúng ta nghe nói những cái ngân hàng lớn như là wells hay là cd hay là chúng ta nghe nói tới jp morgan mà có dịch vụ staking đó sẽ là một cái thông tin rất là lớn Tại vì đó sẽ là một trong những điều mà thu hút được nhiều người dân quan tâm đến thị trường này hơn Tại vì phần lớn mọi người họ không quan tâm đến sổ cái phi đập chung hay là không quan tâm đến công nghệ đâu Mọi người đều phần lớn thường nghĩ là quan tâm đến lợi nhuận mà thôi Chúng ta nói tới mọi người thì chúng ta sẽ nói tới à, một trong những cái tài liệu của nước phổ biến ngày hôm nay Đó chính là liên quan đến BlockFi BlockFi là công ty mà đầu tư mà các bạn nhận lãi hàng tháng nằm thường hay sử dụng đó thu hay giới thiệu với các bạn thì BlockFi và công ty Visa thì công ty BlockFi này sẽ có một cái thẻ Visa đây là một cái thẻ tín dụng và cái thẻ tín dụng này các bạn có thể sử dụng và điều quan trọng ở đây đó là sử dụng thì sẽ được thưởng lại ở Hoa Kỳ để các bạn sử dụng những cái thẻ tín dụng thì các bạn sử dụng nó thì để khuyến khích mọi người sử dụng thẻ tín dụng thì khi sử dụng nó họ sẽ cho các bạn là một phần giống như là bây giờ cái thẻ này nói là sẽ cho một trăm trở lại với các bạn sử dụng 100 đô thì sẽ trả lời cho các bạn 1,5% Nhưng mà sẽ trả lời cho các bạn bằng đồng Bitcoin Và trong 90 ngày đầu sẽ trả cái phần trăm lên tới 3,5% cho mỗi một đô la các bạn sử dụng Trả vào Bitcoin Và nếu các bạn sử dụng hơn 50.000 đô một năm đó Thì cái phần trăm trả lại sẽ lên tới 2% Nhưng mà có một cái điều các bạn cần nên hiểu là sử dụng thẻ này Thì Tối đa các bạn nhận được cái phần tiền hoàn lại là 500 đô bằng Bitcoin mỗi tháng mà thôi. Và cái số tiền Bitcoin này sẽ được trả thẳng vào cái ví mà các bạn có ở BlockFi để mà kiếm lời. Có nghĩa là khi mà trả tiền các bạn cũng có thể kiếm lời được từ cái số tiền này. Thì điều mình thường muốn nói với các bạn đó là cái ngành thẻ tín dụng mà trả cái phần tiền lại cho mọi người đó thì đây là một ngành cũng rất là lớn rất nhiều người đi săn lùng những cái thẻ tín dụng mà có được lợi nhuận cho họ cho nên đây cũng là một cách để mà tiếp cận được phần lớn nhiều người có thể là không quan tâm đến crypto nhưng mà họ lại quan tâm đến là làm sao để tối ưu những đồng tiền mà họ làm ra bằng cách sử dụng những thẻ tín dụng và được hoàn lại tiền hoa hồng như vậy thì đây cũng là một cách để mà tiếp cận được thêm nhiều người cũng như là chúng ta mới nói tới cái thông tin liên quan tới ngân hàng có lợi nhuận thì sẽ thu hút thêm nhiều người đến và một thông tin khác nữa thông muốn chia sẻ với các bạn đó đây là thông tin liên quan đến một cái công ty công ty này nhưng mà trước hết tôi vừa nói với các bạn là thuận đã apply để có được cái visa blockfi này nhưng mà thật ra có quá nhiều người thì bây giờ là có tới 400.000 người 400.000 người đăng ký thường là xếp hạng thứ ba và mấy ngàn Thì coi như là cái hạng này cũng là cái hạng tốt rồi Tại vì tới 400.000 người đăng ký để có được cái thẻ này lận Thì khi nào mà thường có cái thẻ Thì thường sẽ chia sẻ với các bạn Thường cũng đang apply cho cái thẻ tương tự của sàn Gemini Khi mà có thường sẽ nhất định chia sẻ với các bạn Có coi, coi là cơ chế hoạt động như thế nào Chúng ta bây giờ hãy nói tới một thông tin khác cũng rất là phổ biến đó chính là thông tin liên quan đến cái công ty ở nước Anh ở London gọi là Marshall Ways thì là một công ty đầu tư đó, họ quản lý tổng cộng là 55 tỷ. Thì hôm nay đó thông tin này được hỏi phòng lên nói là công ty này sẽ đầu tư vào tiền kỹ thuật số thì camera chúng ta không biết chắc chắn là họ sẽ đầu tư như thế nào. Chỉ là một số người à, nói là công ty này đã chuẩn bị đầu tư vào thị trường tiền kỹ thuật số. Có thể là họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, có thể họ đầu tư vào những công ty những dự án, không hẳn là họ sẽ đi thu mua tiền kỹ thuật số. Cho nên cái thông tin này cũng không có rõ ràng lắm. Bây giờ chúng ta thấy được là hiện bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức là công ty Marshall Ways này quản lý 55 tỷ đầu tư vào thị crypto này đầu tư như thế nào Mua tiền kỹ thuật số hay là họ đầu tư bởi công ty Và tài liệu kế tiếp là tài liệu cũng rất là thú vị à, Chúng ta cũng đã từng nghe nói tới nghị sĩ lưu trữ Bitcoin, lưu trữ crypto như là Cynthia Loomis Chúng ta nghe nói tới những thống đốc rất thích thị trường crypto này như là thống đốc của Texas Chúng ta nghe nói tới những thị trường rất là thích Bitcoin như là thị trường Francis Wallace Ừ, chúng ta nghe đến tới những quỹ viên của SEC thích thị trường này như là Hester Pierce. Bây giờ chúng ta lại có thêm uh, một cái nghị sĩ của tiểu bang Alabama nữa. Bà tiểu bang này uh, đã nói là hiện bây giờ đang lưu trữ đồng Dogecoin, đồng Cardano và đồng Ethereum. Đây là cái thống kê những người nào mà làm chính trị đó thì cần phải uh, chia sẻ thông tin là họ đang đầu tư vào những công ty nào và đầu tư vào loại tài sản nào để mà tránh những cái uh, điều như là thiên vị hay là mâu thuẫn về lợi ích thì các bạn được là tài liệu cho thấy được là cái người nghị sĩ này đó đầu tư vào đồng Dogecoin, đồng Cardano và Ethereum. Đây cũng là một điều mà khá là thú vị và đã đầu tư từ rất lâu. Dựa theo bài viết này đó thì họ đã đầu tư vào đồng Dogecoin từ 1.000 tới 15.000. Chúng ta không biết rõ là bao nhiêu nhưng mà từ 1.000 tới 15.000 năm 2013. Wow, các bạn thấy được là bây giờ có thể đã lời rất nhiều rồi. Mặc dù là đồng Dogecoin đã xuống tới cái mức như thế này nhưng mà chúng ta nhìn vào đồng Dogecoin trong lịch sử đó thì thường không biết được là chúng ta có thể nhìn thấy đồng Dogecoin giá cả năm 2013 hay là không. Để chúng ta thử coi ở trên cái uh, trang web CoinGecko thì uh, năm 2013, năm 2014 thôi chúng ta không có tài liệu năm 2013 Ồ ừ, chúng ta có tài liệu năm 2013 tháng 12. Thì uh, tháng 12 của năm 2013 giá đồng Dogecoin chỉ có là 0.0005 sen mà thôi. Bây giờ cái bạn đang thấy được chúng ta có là gồm đồng đô con đã lên tới là 23 cent thì 0 chấm rồi tới 1, 2, 3 con số 0 và 5 thì để chúng ta tính thử đây cứ tính là nghị sĩ này đầu tư vào 10.000 đô tư từ 1 tới 15.000 chúng ta không biết bao nhiêu thì tính đơn giản là 10.000 đi năm 2013 thì 0.0005 Vì họ mua được con số lượng đồng Dogecoin thì cũng khá là nhiều đó là khoảng chừng là 20 20 triệu đồng Dogecoin nhưng cho 0.25 hiện bây giờ thì uh, 10.000 đó đã trở thành 5 triệu đô la các bạn 10.000 đô la mà họ đầu tư năm 2013 Và trong này, Dogecoin với cái giá là 0.005 như là bài viết này nói tới Thì uh, nghệ sĩ này từ 10.000 thôi đã có lên con số là 5 triệu Đương nhiên đây là về đồng Dogecoin Còn về đương nhiên Ethereum hay là Cardano thì những đồng này là mới hơn Đương nhiên không có mặt năm 2013 rồi Các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và dành cho những bạn nào mà có thông muốn tìm hiểu thêm Thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Trong đó chúng ta có ưu đãi giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance Hay là các bạn nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là sàn LMT và hiện bây giờ đó Bybit về LMT đó thì có một sự hợp tác giữa channel Thuận Capital và channel Anh Review Capital. Các bạn có thể tham gia tìm hiểu cái group tín hiệu trade miễn phí bằng cái ta bấm vào cái link màu vàng link nằm phía dưới cái video này thì các bạn cũng có thể tìm hiểu những sàn như là sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch nhiều altcoin, sàn Coinbase ứng dụng BlockFi. Đây là ứng dụng lending có lợi, các bạn có thể nhận lại hàng tháng bằng cách lợi gửi tiền vào BlockFi và crypto khoan đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn